Như vậy là mình đã cơ bản làm xong cái AV rồi mọi người. Rất là mệt. Tại vì mình vừa làm những việc khác rồi mình tranh thủ có thời gian cái là mình quay qua mình làm. Thành ra cái này mình làm hết tổng cộng là nếu mà tính toàn thời gian là hết có thể là một ngày. Đấy, một ngày. Nếu mà mọi người có 2-3 người thì làm nó nhanh hơn. Đấy, ở trên thì mình bố trí một cái cây ngang cho nó đậu lại mới. Tại bây giờ chim ít à, mình bố trí sơ sài như thế này thôi. Đấy, vậy thôi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ thả hai con chim ri vô trước nha. Đấy, hai con chim ri vô trước cho nó. Tại vì chim ri thì mình không bẫy à. Đấy. Mình không bẫy chim ri cho nên mình sẽ thả nó vô trước. Chắc là hai cu này hơi bị khoái luôn mọi người. Rồi bây giờ mình không có mang lồng vô trong được mọi người, tại vì cái lồng này nó bự quá. Lồng này nó 60 mà cái cửa mình làm có 50 thôi. Đấy, không mang vô được. Thôi. Cái bà đó bắt ở ngoài đây thả vô cũng được. Rồi mình bắt được con đầu tiên rồi nè. Bây giờ mình sẽ thả nó vô nha. Này, nhìn đấy kìa. Tha hồ rộng luôn nha, giờ bắt đến lượt bắt con này. Đấy, tha hồ rộng anh em ạ. Đấy, bay, ôi giời bay. Lâu lắm rồi mới được bay tự do như thế này ấy. Tha hồ tung cánh luôn. Thả nó vô đây, nếu mà mình muốn bắt lại mình phải thiết kế cái vợt mọi người thì mới bắt được nó. Chứ vào tay không mà vô đây mà múa là không thể nào bắt được nó đâu. Đấy, nó đang là khám phá cái môi trường mới của nó đấy. Tiếp theo mình sẽ bắt hai con chim này vô luôn, con hoàn hoạt với con chào mèo vô luôn. Đấy, rồi mình nuôi trong đây, chừng nào nó biết hót, biết gọi rồi mình sẽ mang ra ngoài để bẫy ha. Nói chung hai con này còn ngáo ngơ lắm, nó đang còn tập ăn cám. Cho nó vô trong đấy cho nó biết hót, biết gọi đi rồi bắt ra bẫy nha. Rồi, mình bắt được nó rồi nè. Nhìn hổ báo cá chồn chưa? Đấy. Đấy, giữ chưa? Đấy, hổ báo cá chồn lắm. Rồi giờ cho nó vô trong đây luôn nha. Rồi. Đấy, ông bay lên trên cây, ông đứng rồi nè. Rồi con này chắc mình đang phân vân không biết nuôi chung hay nuôi riêng luôn đây. Thôi nhốt chung nó vô đây trong đấy luôn đi nhỉ. Để cho nó bay sướng đời nó luôn đi. Rồi giờ cho vô trong luôn nha. Ui. Rồi, đó bay. Bay đấy. Hơi bị khoái. Đấy. Lên hết trên lồng, đứng hết với nhau. Lên hết trên cái cây đấy, đứng với nhau. Rồi, tạm thời thì cứ như vậy trước đi mọi người. Đấy, ăn uống thì mình để sẵn kia cho nó rồi. Đấy, hiện tại thì mình chưa có thiết kế nào cái chỗ cho nó kiểu đẹp.
thành ra mình cứ để tạm mình nữa, tại bây giờ chiều rồi mọi người, chiều rồi, bây giờ phải đi về rồi. Đấy, nói chung là chúng nó cảm thấy khá là thoải mái đối với lại cái lồng như thế này. Và đặt 4 con trong đây thì rất là rộng mọi người, rất là rộng. Thành ra sắp tới thì mình có thể kiếm một cái thêm những cái con gì đó để thả vô cho nó đông vui. Chứ như thế này thì khá là ít mọi người, tại vì nó rộng quá mà. Đấy. Để mà nói về cái việc làm cái lồng này thì nói chung là nó khá là mệt mọi người. Khá là mệt. Nhưng mà làm xong rồi thì rất là cảm thấy rất là phấn khởi, rất là vui. Vì cái công sức của mình bỏ ra mình làm nó thành công. Đấy, nó không bị thất bại mọi người. Đấy. Rồi, cứ tạm thời như vậy trước đi nha. Rồi thì mình cũng xin dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nha.